Hôm nay trời nắng rất là đẹp. Ở Tokyo bây giờ thời tiết đang nắng mưa thất thường, nhưng mà hôm nay mình xem dự báo thời tiết là trời sẽ nắng, cho nên là mình đã quyết định quay một ngày đi học của mình. Mọi người cùng đón xem nha. Bây giờ thang máy lên rồi, mình phải đi đây. Thì hiện tại là mình đang là học sinh năm tư rồi. Lâu rồi mình có quay một cái clip là một ngày đi học của mình, nhưng mà lúc đó mình đang là học sinh năm 3, bây giờ mình đã là học sinh năm 4 đấy. Xin lỗi các bạn, mình vừa bị sốt 2 hôm liền cho nên bây giờ vẫn đang rất là đau họng với cả là hơi ho một chút. Xin lỗi vì hồi nãy ho hơi ồn nha. Tại vì mình biết là giọng của mình đang cảm không nói được to nên là mình đã quyết định hôm nay quay bằng điện thoại có cái mic siêu ngầu. Thì bây giờ mình đang học năm tư cho nên là mình không phải tới trường nhiều lắm. Một tuần thì mình chỉ đi học một buổi duy nhất thôi. Có khi là một tháng hai buổi hoặc là một buổi cũng có nữa. Tại vì là mình đã lấy đủ tín chỉ tăng y ấy rồi ấy, cho nên là không phải đi học nữa. Bây giờ chỉ cần ở nhà viết luận án tốt nghiệp, sau đó là đúng cái lúc mà học PO ấy, lên phát biểu ấy thì mình lên bảo vệ thôi. Còn không phải đi học, không có. À đúng là có một tiết học, nhưng mà cái tiết đấy ấy, mình học là cái văn hóa của nước Pháp, nhưng mà cái lớp đấy nó cũng chỉ có là học sinh năm 4 mới được học thôi, cho nên là chỉ có 2-3 học sinh thôi, cho nên là cũng rất là ít khi có tiết luôn. Chỉ cần viết báo cáo là xong. Học đại học là thế đấy mọi người. Nhưng mà công nhận là quay bằng điện thoại đẹp ha, tại vì có dùng phần mềm. Mình vừa nghĩ ra là quay bằng điện thoại thì sẽ tiện hơn, cho nên là từ nay về sau chắc là có ý định quay bằng điện thoại luôn. Dễ cầm với lại là đỡ ngại với mọi người ấy, ra đường mà cầm máy ảnh và đưa lên như này ai cũng nhìn như kiểu là nhà quê ấy. Kiểu đi giữa đường không có gì mà cũng quay ấy. Bây giờ mình vẫn đang bị nhìn này. Thì bây giờ mình cũng không ở nhà gần trường nữa, mà mình ở nhà cách xa trường cũng tầm 2 tiếng, kể cả đi tàu, đi bus và đi bộ. Nên là trước khi vào học là mình phải đi trước 2 tiếng đấy mọi người ạ. Tại vì cũng ít tiết học và thỉnh thoảng phải đi một lần nên là mình cũng cảm thấy vui. Tại vì được đi xa, được ngồi tàu lâu chơi vui. Bây giờ thì mình đang hướng đến nhà ga. Hiện tại thì mình đang ở Tokyo nha mọi người. Mình đã vào trong ga rồi đây, ở đây ồn quá, không biết mọi người có nghe thấy mình nói gì không? Mọi người có nghe không? Say oh yeah! Hãy chờ chờ anh, hãy chờ chờ anh, hãy chờ chờ anh, những thứ anh đang đang chờ, hãy chờ chờ anh, hãy chờ chờ anh. Giờ mới xuống bus, đây là xe buýt của trường mình. Còn đây là trường mình nè. Trường mình rất là rộng mọi người, tại vì trường mình ở nông thôn ấy, ở Saitama ấy, cho nên là rất là rộng. Đây. Bây giờ đang là 1 giờ thì mọi người đang ăn cơm, có mấy em nhỏ đang hút thuốc. Mình có một đặc điểm để mà nhận ra những em học sinh năm 1 nhá, là thường là mấy em đấy vừa mới học sang cấp 3 cho nên là thường là nhuộm tóc rất là nhiều nè, với cả là hay quấn son rất là đỏ nè. Với cả là đi là cứ mặt hết như kiểu là đang mong muốn mọi người chờ, mọi người nhìn mình ấy. Bây giờ đang là 1 giờ là giờ mọi người kêu kê buổi trưa, hay là có nhiều người thì ra sân chơi thể thao nè. Đấy. Trường mình bên khoa kinh tế thì có khá là nhiều người nước ngoài, phải tầm 100 người. Còn khoa của mình thì chỉ có tầm 5-6 người thôi. Đây. Đây là nơi mà hay học mấy môn bên khoa của mình nè. Còn cái tòa nhà màu trắng này là hay họp xem gì nè. Còn cái này là cái Media Center, là cái nơi mà mình có thể có cả tô show càng hay là dùng được máy tính nè. Đấy, còn phía ngoài này là có mấy cái câu lạc bộ thể thao thể dục nè. Phòng đồ ăn nó sẽ có từ tầng 1 tới tầng 6 là có bán đồ ăn, mà nó có thêm cả mấy cái này nữa. Hiện tại thì mình đang ở Media Center cho nên mình không có nói to được. Thì hôm nay mình sẽ có một bài phát biểu, cái bảo vệ phát biểu cái tema thôi. Nhưng mà mình chưa chuẩn bị xong cho nên bây giờ mình sẽ ngồi ở đây làm tầm 1 tiếng. Sau đó mình lại tiếp tục quay trường của mình cho mọi người xem nha. Bây giờ đang ở phòng media nè. Có điều đang sửa hộ mình một cái bản, tại vì mình không biết làm. Mình đang rất là tập trung suy nghĩ nhưng mà mình không nghĩ ra cái gì hết. Có thể là năm nay mình sẽ không được tốt nghiệp. Để mình đi, sai thế một chút xíu đi kia đi. Sau khi làm xong thì bây giờ bọn mình sẽ đi ăn.
前のゼミの友達。あ、そう。そう。最近あんまり学校行かないからね。全然会ってない。Thì bây giờ bọn mình sẽ đi ăn ở phòng ăn. Đây là phòng ăn của trường mình. Đang di chuyển lên thang máy lên tầng 2. Đây là Dio. Đi đâu cũng gặp Dio đúng không? Ừ. Đây là tầng 2 nhưng mà hôm nay không làm nữa cho nên là mà ít cái để có mini để nói cả tập video. Khai đăng đi cô. Đây là căng tin của trường mình. Nó chỉ là tầng 1 thôi nha. Có tất cả 8 tầng cơ. À đâu, 6 tầng nữa mình cũng chả nhớ nữa. Đây. Bây giờ đang trong tiết học cho nên có rất là ít người. Bọn mình không tìm được quán cho nên là đã vào con mini ngay tại đây để mua đồ ăn. Mình sẽ uống một loại cái gì? Milk to coffee. Ui. Ui, không biết đang ốm mà uống coffee có bị gì không, chắc không sao. Với một cái là cái gì đấy chi dự cà ra chicken gì đấy. Với một cái là karagi. Thì phải tốn rất là nhiều tiền ấy. Đôi khi mình không nói bụng đâu nhưng mà tại vì bạn mình ăn, mọi người ăn cho nên mình cũng phải ăn. Kiểu một lần đi học là tiêu tiền rất là nhiều. Nhưng mà dạo gần đây mình đang tiết kiệm tiền. Nhưng mà không sao, lâu lâu đi học mình cũng tiêu tiền vậy. Kiểu không làm gì thôi thì một ngày, đấy là chưa kể tối đi nhậu nhá. Nhưng mà hôm nay ốm mà mình không có đi nhậu. Đây ta. Xin đến một cắt tử đúng không? Nói được ta biết không? Yo đã mua cho mình một cốc trà. Guitar chẳng, ukulele. Ê kawaii. Đây là mình bị ốm nên là Yo mua cho mình cái này. Arigato. Ngon lắm. Bây giờ đang là camera thường đấy mọi người. Để mình sóng thực tế với khuôn mặt của mình một chút. Chúng tôi camera để tốt được đi mà. Chô bù xì. Bố cứ ai hồ xin gì thế mô. Kì tôi nà kê nà 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 nà. Điều con ơi ta xí tê chưa nè nó giờ điều xí tê ta nè. Se no, demo sonna ja dame, mo sonna ja hora, kokoro wa shinkan suru yo motto motto. Tần 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 tần. Ở đây sau khi mà ăn với bạn Dio xong thì mình đi ngơ ngơ một vòng thì mình gặp hai bạn đang ngồi học bài, thì mình thấy mặt rất là giống người Việt Nam nên là mình đã bắt chuyện. Thì bạn này tên là Vi, đang học khoa kinh tế. Thì hồi nãy mình có nói là khoa kinh tế bên trường mình rất là nhiều người nước ngoài. Thì nên là mình đang cố bắt chuyện và mình muốn hỏi bạn Vi một câu, là cái câu mà mọi người hay hỏi mình ấy, nhưng mà tại vì chỉ có một mình trả lời thôi thì ý kiến nó sẽ không khách quan ấy. Với cả đó chỉ là một ý kiến mình thôi, còn mình sẽ hỏi một bạn người Việt Nam xem là em cảm thấy là, tức là bây giờ đang là tháng 7, tháng 8 đúng không? Thì có rất là nhiều người đang suy nghĩ là kiểu không biết là nên học đại học hay là nên học chuyên môn ấy. Thì em thấy vì sao lúc đầu em lại chọn học đại học mà em không chọn học chuyên môn? Bởi vì ban đầu là em nghĩ là chuyên môn thì cái môi trường nước ngoài nhiều hơn so với đại học. Thì đại học thì mình có thể, mình qua đây chủ yếu là để học, qua Nhật thì để tiếp thu mình văn hóa Nhật. Thì đại học 4 năm trời với là kết thêm nhiều bạn, kết thêm nhiều Nihonjin, thì nên em nghĩ là môi trường đại học nó sẽ tốt hơn là xem môn. Nhưng mà chị thấy là bên ngành kinh tế của em ấy thì có rất là nhiều người nước ngoài. Thì kiểu lúc đi học thì em sẽ nói tiếng Việt nhiều hơn là tiếng Nhật đúng không? Nhưng mà cái đó tùy theo của mỗi người. Người nếu mà có thể kết thêm bạn, cũng rất là nhiều người Nhật trong cái môi trường đó. Nếu mà mình có khả năng giao tiếp thì mình nên nói chuyện với người Nhật hơn là nước ngoài. Nhưng mà cũng có nhiều trường chuyên môn rất là nhiều người Nhật, nhưng mà người nước ngoài cũng có thể thi vào. Thì em thấy sự, nếu như mà có một người đang đắn đo giữa học chuyên môn và học đại học thì chọn trường đại học hay trường chuyên môn? Nó là tùy kinh tế của mỗi gia đình. Tại vì mình thấy là nếu như mà học đại học ấy thì học rất là dài, 4 năm đúng không? Nếu như mà ai không tốt nghiệp được 5 năm đấy, rất là dài. Một năm học trường đại học là trường mình, như học phí trường mình đã là bao nhiêu nhỉ? Gần 100 man. Thì 4 năm đã là 400 man rồi. Nhưng mà khi học ra thì đi làm việc thì cũng là CSA in thì cũng là 20 hay mấy man đúng không? Cũng như trường chuyên môn thôi chứ không khác nhau lắm. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như mà học đại học thì mình sẽ có một cái môi trường học tốt hơn. Tại vì mình được học rất là nhiều môn này đúng không? Mình học kinh tế nhưng mà học rất là nhiều môn, mình có thể chọn được môn. Còn nếu như học chuyên môn thì cái chương trình ấy nó đã là như thế rồi, cho nên là mình phải học theo như thế, mình không có sự thay đổi nào khác cả.
Còn như em học, em học năm học năm 2 em có thể đổi được ngành đúng không? Năm 1 à? Tôi năm 1. Từ năm 1, ví dụ vào năm 1 là có thể đổi từ ngành kinh tế qua ngành gì khác không, đúng không? Đấy. Đấy là mình mà Vi sang Nhật bao lâu rồi? 3 năm mấy nhỉ? Thì cũng là xem file rồi đấy. Thì em có lời khuyên nào cho những bạn mà sắp sang Nhật hoặc là đang có ý định chọn trường ở bên Nhật hay không? Em nghĩ thì cái tấm bằng đại học thì ra nó cũng hơn cái tấm bằng xem môn. Nên thì cái đó tùy, cũng tùy vào kinh tế của mỗi gia đình của mọi người. Thì nếu mà mọi người muốn về Việt Nam làm thì cái tấm bằng đại học ở đối với Việt Nam là rất là cao. Em nghĩ là có thể dễ xin việc hơn so với cái tấm bằng xem môn. Tuy là nếu mà làm ở Nhật thì cái xem môn với đại học thì nó cũng ngang bằng nhau với cái mức giá lương mà khi mọi người ra đại học thì mức giá lương chen nhau. Nhưng mà về đánh giá thì mọi người đều xét cái tấm bằng đại học với tấm bằng xem môn. Thì tấm bằng đại học nó cũng sẽ cao hơn cái tấm bằng xem môn. Đúng rồi. Thế em khuyên là mọi người nên học đại học à? Ừ. Cũng là tùy vào kinh tế của mọi người. Ok. Nếu như bọn nào muốn xin info của bạn Vi thì nhắn tin cho mình nhé, mình cũng không biết. Bây giờ mình đang ở trong thang máy, có thể nói to. Hiện tại là mình đang di chuyển tới lớp học của mình. Lớp học chỉ có 4 người thôi mọi người ạ. Nhưng mà nó siêu to. Siêu to khổng lồ. Bây giờ mình đang ngồi coi lại bài địa chiều phát biểu. Ngồi như thế này. Tại vì cái lớp đấy hết tiếc rồi nhưng mà vẫn chưa có cho học sinh vào. Quá đáng, không cho học sinh về chứ. Cho coi phim hay thì mình sẽ không ngủ. Mình rất là thích xem phim Pháp. Những cái phim này thường liên quan tới chiến tranh. Là cái phim tuần trước nè. Mình vừa mới học xong thì bây giờ mình sẽ lên tầng 11 để gặp thầy Jamie. Mình cũng không biết phải giải thích với các bạn như thế nào, kiểu như là một lớp gì nhỉ? Lớp mà học với nhau tất cả các năm từ năm 1 tới luôn ấy, học hoài, lớp chủ nhiệm mà. Kiểu như là cái người mà cùng mình nghiên cứu cái đề án tốt nghiệp này. Và những cái thành viên trong cái lớp đấy ấy, thì cũng không thay đổi luôn, học với nhau từ mãi luôn, tới khi tốt nghiệp luôn. Cái đấy gọi là lớp Jamie. Bây giờ là 5 giờ rồi, là sắp vào tiết 5. Không, đã vào rồi nhưng mà tại vì thầy mình chưa tới cho nên mình vẫn đi từ từ. Mình đang di chuyển qua cái tòa nhà màu trắng hồi nãy mình quay cho mọi người ấy, là cái nơi có Jamie ấy. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ là người phát biểu đấy. Yeah. Chắc chắn là mình sẽ không làm được, chắc chắn là mình sẽ không phát biểu được đâu. Tại vì giọng như này mà nói to được đâu. Cho nên là gọi là nhân cái cơ hội mà bị ốm thì mình sẽ kiểu tỏ ra đáng thương ấy, cho mọi người thông cảm bỏ qua. Úi giời ơi, ai cũng nhìn mình. Ơ, đẹp rồi, đẹp thì phải nhìn chứ. Bị khùng chắc rồi, mình bị khùng chắc rồi. Lớp Jamie của mình là cực kỳ vui luôn mọi người ạ. Tại vì là số lượng học sinh rất là ít cho nên là mọi người chơi với nhau rất là thân luôn. Bây giờ ngoài này là mọi người đang chơi thể thao ở ngoài này. Ui, camera, điện thoại thì không quay cho mọi người thấy được rồi. Kiểu như là nếu mà bị ốm mà cứ ở nhà ấy thì rất là mệt ấy. Còn nếu như mà đi học thì chơi với nhiều người thì sẽ làm mình khỏe lên. Đây chính là Jamie của mình. Đây là David. Đây là Jamie của mình. Mình học tiết Jamie xong là cũng phải là 7 giờ. Học đại học thực sự đi học rất là nhiều cho nên là mọi người sẽ không có nhiều thời gian đi làm bài tổ đâu ấy. Bây giờ mình đi vào lớp Jamie đây. Từ bây giờ mà đi về tới nhà thì chắc là cũng tầm 9 giờ, 9 rưỡi gì đấy. Chung là hôm nay rất là mệt cho nên là không có tâm trạng làm gì hết luôn. Nhưng mà rất may là học tiêu xong rồi. La 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 la. Bình thường là mình học xong là mình hay ra ngoài này này, xong mình xem bọn con trai ấy, mấy em học sinh năm 1, năm 2 tập thể thao ấy. Tại vì kiểu nhìn body thôi cũng thấy sướng lắm rồi. Bây giờ mình sẽ đi về đây. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nha. Nếu như mà các bạn có câu hỏi nào về học đại học hay là du học, vấn đề nào mà về du học ý, thì mọi người cứ hỏi mình nhé. Thì nếu như mà mình không biết thì mình sẽ hỏi những người khác, sau đó mình sẽ trả lời comment cho mọi người. Mọi người còn muốn mình làm thêm clip gì nữa thì cũng nhớ comment cho mình luôn nha.
Mọi người nhớ like, share và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Bye bye. I love bye bye. Philip là người đôi chữ người Đức ấy mọi người. Đẹp trai không? Mình chơi Ikemen đó nè. Là bạn của mình. Thì đây là cô Càng Sẻ. Còn đây là mình. Mình đang chờ xe buýt.